Ohayo gozaimasu. Xin chào các bạn, mình là Đan Anh. Mình là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Nhật của trường Đại học FPT Hồ Chí Minh. Mấy hôm trước, mình có chụp hình ở trường rồi đăng lên Facebook. Thì bất ngờ là có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình: ủa, trường của mày đó hả? Sao trường của mày đẹp quá vậy? Bữa nào dẫn ta đi tham quan trường được không? Và đặc biệt hơn là có những em học sinh cấp 3 cùng trường cũ với mình nhắn tin hỏi mình là: chị ơi, Đại học FPT thì như thế nào hả chị? Học đại học thì có quá khó không chị? Và chính vì thế nên hôm nay mình quyết định làm một cái clip nho nhỏ để các bạn cùng đồng hành với mình trong một ngày làm sinh viên trường Đại học FPT Hồ Chí Minh, và để các bạn biết thêm thông tin về trường và cũng như là tham quan trường nữa. Và các bạn nhớ là khi đi lại trong trường thì phải có thẻ sinh viên nha. Còn bây giờ thì let's go. Các bạn ơi, các bạn có thấy điều gì đặc biệt ở đây không? Kế bên mình đó là một chiếc chống nồng khổng lồ. Đây là một biểu tượng đặc trưng của trường Đại học FPT. Ở tất cả các trường Đại học FPT trên toàn cả nước đều có. Và có một tương truyền rằng vào ngày thi, các bạn chỉ cần chạm tay vào những chú cốc trên đây thì các bạn sẽ lấy được sự may mắn và có thể thi tốt trong ngày thi và đậu đó nha. Còn mình đã thử rồi thì đã đậu đó. Các bạn hãy thử nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến một nơi thú vị hơn nữa mà các bạn học sinh đều rất là yêu thích. Còn bây giờ các bạn theo mình nha. Các bạn ơi, ở đây là khu vui chơi của trường mình. Và đằng sau lưng của mình đó là một chiếc cầu thang cực kỳ nhiều màu sắc, hay còn gọi là cầu thang cầu vồng. Và mình rất thích được ở đây để chụp hình selfie cùng các bạn. Và ngoài ra là ở trường buổi trưa, mình còn ở đây ăn trưa nữa. Đó mình sẽ dẫn các bạn đến một khu thú vị hơn. Cái bên mình bây giờ đã có một cái nhà đi lắp cực kỳ dễ thương. Và khi mà buổi trưa các bạn ăn xong á thì họ sẽ đi chơi. Các bạn cũng lại đang chơi thì mình thấy các bạn chơi rất là vui, nhưng mà mình không biết chơi cái này, có bạn nào chỉ mình chơi được không? Rồi kế tiếp á là bàn cờ khổng lồ của trường. Hello các bạn, cái bên mình đó là cái bàn cờ khổng lồ. Mình nói thiệt là đó giờ các bạn cờ mình không biết chơi lại cờ nào hết trơn á. Còn lại là hồi xưa mình có dùng mấy em của mình chỉ chơi lên lại cờ này, nhưng mình không biết chơi luôn, và mình không có nhớ tên con nào hết. Ngoài con này biết duy nhất con này luôn, con này là con tốt. Còn lại thì mình không biết con nào hết. Có bạn nào chỉ mình chơi nữa không? Ta-da, đằng sau lưng mình là lớp vỏ phôi Minem. Thì ở trường FPT, bên cạnh đào tạo kiến thức thì chúng ta còn được học thêm lớp vỏ phôi Minem. Đây là một môn vỏ mình rất là yêu thích và nó giúp mình bảo vệ bản thân mình nữa. Các bạn có muốn học võ bôi nam không? Các bạn ơi, buổi sáng là buổi quan trọng nhất trong ngày mà chúng ta không thể bỏ qua được. Nếu muốn có một ngày dài là học tập và làm việc thật là năng lượng thì các bạn phải có một buổi sáng thật là ngon. Và kể từ khi có thói quen ăn sáng thì mình đã tiêu giảm được cái việc đau đau bao tử hàng ngày và luôn luôn tỉnh táo trong cả ngày. Và buổi sáng thì chúng ta còn có một cốc cà phê thiệt là ngon để chúng ta có thể tỉnh táo, thoát khỏi cơn buồn ngủ và làm việc học tập thật chăm chỉ, phải không nào? Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đi đến Basel để mua một cốc cà phê và ăn sáng nha. Các bạn ơi, sáng nay thì mình không có tiết học nên là mình quyết định sẽ vô thư viện để học bài. Các bạn có biết
tận cái biểu trường mình rất là mát luôn, và là nơi vui cực kỳ của các bạn học sinh, và nhất là những bạn mà vừa mới học võ xong thì vô trong thư viện thì đúng là thiên đàng luôn. Các bạn cùng tham quan thư viện với mình nha. Các bạn nhớ lại những thư viện thì nhỏ nhỏ thôi nha. Chào các bạn, hiện tại thì mình là sinh viên năm nhất của ngôn ngữ trường FPT, nên là mình cũng bắt đầu tiếng Nhật thôi. Mấy bạn có biết là tiếng Nhật có ngoài quốc pháp nè, từ vựng nè, chữ bản chữ cái tượng hình, thì ngoài ra phần khó nhất của nó chính là kanji nha. Thì bây giờ thì mình đang cố gắng trau dồi thêm nhiều về tiếng Nhật và cũng như học thêm cả Hán tự trên lớp. Thì hôm nay mình sẽ đọc viết Hán tự nha mọi người. Ơi, bây giờ là buổi trưa rồi, các bạn có đói bụng chưa? Còn mình thì đói bụng rồi nè. Và trường mình còn có một nơi đặc biệt nữa đó, đó là canteen 7-Eleven nha. Nhưng mà canteen 7-Eleven á thì có việc là không được chụp hình mà quay phim, nên là bây giờ mình sẽ vào trong mua đồ ăn rồi quay dễ ra nha. Các bạn chờ mình một xíu nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn trưa nha. Mình ăn xong rồi mình sẽ vào lớp. 12 giờ nữa thì mình sẽ có lớp học nha. Mời các bạn. Mấy bạn ơi, hôm nay thì mình có tiết học lúc 12 giờ rưỡi nè, nên bây giờ mình đã ăn xong sớm để tranh thủ dẫn các bạn đi tham quan phòng học của mình là như thế nào. Các bạn hãy đi cùng mình nha. Ta-da! Ấn tượng đầu tiên của các bạn khi bước vào phòng là gì nè? Còn đối với mình, ấn tượng đầu tiên khi bước vào phòng đó chính là căn phòng cực kỳ rộng và sáng sủa luôn, với tâm nền trắng sáng và điểm nhấn là những chiếc bàn và chiếc ghế màu cam đặc trưng của trường đại học FPT, khiến mình cực kỳ thích cái phòng căn phòng này luôn. Ngoài ra khi mặc trong phòng, các bạn không sợ nóng nha, tại vì ở đại học FPT trong phòng là mùa đông không bốn mùa luôn. Và mỗi phòng học sẽ được trang bị một chiếc tivi cực kỳ siêu to khổng lồ luôn, và các bạn có thể tiện trong việc học tập này. Ngoài ra thì kế bên có hai chiếc bảng trắng để cho thầy cô diễn bài và các bạn có thể bài tập thì sẽ dễ hiểu hơn nè, cũng tiện nghi hơn nữa. Ơi, hiện tại thì mình đã học xong rồi và còn một nơi trong trường mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nữa, đó chính là sân trường của mình. Theo mình tìm hiểu thì sân trường của mình được lấy cảm hứng từ quảng trường Paris Les Enfants của Pháp, và với những mảng gạch màu xám, màu vàng và màu đỏ thì tạo cho chúng ta một cảm giác nhìn từ trên cao xuống rất là bắt mắt và đẹp. Và theo mình biết thì các thiết kế của trong khu công nghệ cao thì phải là thiết kế xanh. Chính vì thế trường mình còn có một đặc trưng nữa mà tất cả các trường FPT đều có, đó chính là hồ sen. Các bạn hãy cùng mình đi qua khu vườn nhỏ của trường mình nha. Chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở trong khu vườn nhỏ của trường mình. Bên tay trái của mình là những thảm cỏ xanh mướt cùng với những cái cây đen lớn. Và mình mong là trong 4 năm mình học ở đây thì cái cây sẽ lớn rất nhanh để tạo thành bóng mát cho trường. Còn bên tay phải của mình đó chính là hồ sen huyền thoại.
Ở đây thì được rất là nhiều bạn check in và chụp hình, và cũng như là các câu lạc bộ hay là các bạn còn muốn đồ như hán phục, đồ truyền thống Việt Nam, áo yếm, áo dài để ra đây chụp hình rất là thơ mộng luôn. Và những lúc căng thẳng, mệt mỏi thì mình cũng hay ra hồ sen để ngồi ngắm hoa và ăn uống để cảm giác được tinh thần thoải mái hơn. Giờ thì mình xin phép được kết thúc clip nha. Bye bye các bạn.